xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn quay trở lại với channel Gáp Like của mình. Thì nhiều bạn kêu mình là anh Gáp Like, anh thử tập quay vlog thử á. Thì mình cũng không biết quay vlog như nào nữa các bạn ơi. Thì nhiều bạn kêu là anh thử quay cái ngôi nhà anh trước á, quay thử cái nhà của anh như thế nào. Thì sẵn đây mình quay luôn cho các bạn xem á. Nè thì đây là phòng khách của mình. Hiện tại bây giờ là đang 30 Tết nha các bạn. Mình vừa mới dọn dẹp nhà xong luôn, quá trời đuối. Sẵn rồi quay cho các bạn xem luôn á. Bữa nay thì chắc mình ốp quá, mình không có like được. Tại tối nay phải đón giao thừa với gia đình nữa các bạn. Nếu mà mình có hẹn với bạn á, thì tối nay chắc mình ốp một buổi like quá. Thì đây sẵn mình quay cho các bạn xem á, đây là thằng em của mình. Đó là thằng em của mình đó các bạn. Thì cái hạnh này là mình vừa mới trang trí xong á. Này là sân trước nhà mình nè. Bên kia đang có khách. Đấy các bạn thấy không? Thì để mình đi một vòng cho các bạn tham quan ha. Nhà này của mình thì trời ơi em đứa chồng ơi. Đây là vợ mình thấy các bạn. Chào mọi người đi gắm. Còn đây là gấu nhà mình nuôi, tên là Cartoon. Mình không biết quay vlog như thế nào các bạn ơi, chắc từ từ mình tập ma, mình mua máy á. Mình mua máy quay rồi mình tập. Hiện tại giờ mình đang quay bằng cái điện thoại của mình á. Còn đây là phòng của em mình nè. Trước đó mình có quay cái nhà của mình xây á, nhưng mà trước đó nó chưa có đồ đạc gì chân á. Giờ có đồ đạc rồi mình để trong này á, rồi mình quay cho các bạn xem. Đây là phòng của anh em mình đó, anh em mình đó. Dữ dằn luôn các bạn. Đó là thánh đó, thánh quấn liên quân. Nó chơi liên quân cũng dữ dằn lắm, chơi nạc cà rốt á. Còn mình không biết chơi liên quân. Còn đây là phòng của mình đó các bạn. Đấy. Trời ơi các bạn thấy khăn không? Nè, đây là cái tivi, cái bộ dàn PC của mình nè. Giờ máy tính thì mình cắt hết rồi. Đây. Sẵn quay cho các bạn xem á. Còn đây thì thông với cái nhà bên hông của mình. Này là thông qua bên nhà bên mẹ các bạn. Có mấy bà gì bà đang làm. Đó, thông với nhà bên kia. Để canh cảnh đi, mình quay cho các bạn xem tiếp. Đây. Chả biết quay như thế nào các bạn ơi. Ở đây là năm mới, chúc các bạn vui vẻ ha. Ở đây thì mình quay bằng cái camera. Mình quay bằng cái camera, mình không có chuyển được cái camera đó. Nè cho các bạn xem nào, mình không có chuyển được cái camera. Mình cái này ốm rồi, cái này lo đi. Mình cân còn có 50 mấy ký à, 53 ký à. Cái này ốm lại. Không có chuyển cái camera quay cái mặt mình được. Ở đây này, video sau thì nếu được mình quay cho các bạn xem mặt của mình ha. Nhiều bạn thì chắc biết rồi, trên Facebook mặt của mình thì các bạn biết rồi. Nhưng mà xuất hiện video nói chung cũng hơi ngại các bạn ơi. Chưa quen lắm. Còn đây là nút vàng của mình nè, nút vàng trên YouTube. Bên đó là hai cái nút bạc các bạn. Phòng mình thì giờ này 30 Tết rồi mà nó còn lu bu lắm, chưa dọn dẹp nữa. Mình định tối nay mình mới dọn. Thôi đây là bye bye các bạn nha. Để nữa mình học, mình tập làm vlog rồi mình quay cho các bạn xem. Còn đây là phần quà của Gia Quan nè. Bữa đó mình có quay review cho các bạn xem đó. Mình chưa lấy ra nữa, nhiều bánh lắm. Rồi bánh trái là mình một tủ luôn. Đó các bạn thấy chưa? Bye bye các bạn nha. Để nữa tập tành rồi mình làm vlog này quay thử thôi.